Và xin chào tất cả các bạn, đây là Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và tôi là phóng viên Jenny đến từ Raytory, hiện đang thường trú tại quận 4. Hôm nay chúng tôi vừa nhận được một tin rất là nóng hổi, đó là Zero Nine, một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng tại Việt Nam, Zero Nine đã cho ra một MV mới với số lượng view đó cực kỳ nhiều, đó là hơn 50.000 lượt view. Số lượng view cực kỳ kinh khủng. Có rất nhiều fan like và comment ở dưới rằng mấy anh thực sự là nhảy rất là đẹp, anh âm nhạc của mấy anh rất là hay. Liệu rằng bài nhạc hit mới của nhóm Zero Nine thì có thực sự hay hay không thì chúng ta hãy cùng xem nhé. Và tôi xin đính chính lại rằng là đây không phải là một video reaction, đây là một video đánh giá theo cái nhìn hiển cận của tôi. Thực sự tôi không biết quần quờ về gì về âm nhạc đó, tôi không biết hát, tôi biết một tí rap thôi. Thực sự tôi không biết cách làm nhạc, không biết cách producer, nên tất cả những gì tôi nói sắp tới đây đều là góc nhìn hiển cận, góc nhìn của một thằng không biết gì về âm nhạc. Rồi thì cái bài nhạc chúng ta sắp coi đây thì chưa xét về hình ảnh âm thanh thì bởi vì cái này mình đã coi rồi thì mình không coi lại. Đây là bài video yes. Thì xét về phần hình ảnh mình không biết rõ và Zero Nine cái câu chuyện rõ ràng của Zero Nine đây là cái gì, nhưng mà khi mà mới vào MV chúng ta có thể thấy được bóng dáng đâu đó của G-Dragon. G-Dragon, cái này chích từ cái MV Crayon của G-Dragon thì phải, nếu mình nhớ không lầm nhá. Nên mình xin đứng chính lại là có thể MV này là nó là xét cốt truyện, kiểu xét về một cái thế giới hoạt hình, một cái thế giới hư cấu, khi mà tất cả những thần tượng của chúng ta, G-Dragon, MTP và có cả Chibu ngay đây ở chung một thế giới và yêu nhau. Tại vì cũng phải kiểu đó là cốt truyện của cái MV thì sao, không thể gọi là đạo được, không thể nào gọi ăn cắp hình ảnh được, đúng không? Đó là cốt truyện của ta mà, tất cả những thần tượng gộp lại rồi. Chúng ta thấy Crayon của GD rõ ràng đây là Chibu. Ôi trời, có nhạc từ nha, khoan đã, xét đến nhạc rõ ràng đây là Chibu, không thể nào mà không phải là Chibu được, bởi vì chỉ có Chibu mới làm cái bộ quần áo quần khoái ngoài quần nhìn như thế đấy thôi. Thì và xét đến hình ảnh này, mình thực sự là không biết chắc là cái này lấy từ nhân vật nổi tiếng nào, nhưng mà có thể đó là MV Bye Bye của NSYNC. Mình không biết đọc có đúng không, NSYNC. Đó, đây là một cái có thể là một cái MV của một người nổi tiếng nào đó. Đó là hình ảnh một nhân vật nổi tiếng nào đó. Tiếp theo, ta sẽ thấy được cái cảnh này. Cái cảnh một người con gái đi vô, ăn mặc rất, nhìn rất rất là quen, quay lại rất rất quen. Biết của ai không? Hoàng Minzy. Đùa thôi, bỏ chữ Hoàng chị Z đi. Min. Anh hỏi em giờ đây rằng anh biết làm gì. Em mới là người yêu anh, à. Ok, và đấy là Min. Và mấy cái cảnh này thì mình không biết, có thể là đó là cảnh riêng của mấy anh Zero Nine thêm vô thì chúng ta không biết rõ được. Đó, nhảy à, rất là chuyên nghiệp, nhìn mặt lạnh lùng không. Và cái cảnh này, nếu bạn nào biết cái cảnh này ở trong cái MV nào hãy nói cho mình biết. Thực sự là mình nhìn đây mình chỉ tưởng tượng tới MV I Need a Doctor của Eminem với lại Dr. Dre thôi, người cá nè, mình nghĩ là ở đâu đó thôi, ở đâu của trong một MV ở đó thôi. Thực sự nhưng mình vẫn chưa biết được, và bạn nào mà biết được nó ở đâu thì hãy để lại phần bình luận nha. Ok, chúng ta đang vẫn đang xét phần ảnh tiếp theo ở đâu đây. Hình ảnh tiếp theo là của cái này, thật sự mình không biết cái này từ cái quần què nào ra, hoặc là nó từ phim cướp biển vùng Caribe ra thôi. Và con này y tá Akali. Thật sự là mình không biết rõ được là nó từ đâu tới. Hát hò hò đó, nhìn mặt kìa, trời ơi, đó, cướp biển Caribe thôi, thật sự là không biết. Ok, ta quay lại cái chỗ này rồi. Đây có thể là một là bùa yêu của Bích Phương, hai là chạy ngay đi của Sơn Tùng ATP. Mình không biết chắc rõ ràng bởi vì cái tông màu của hai MV đó khá là giống nhau ha. Và ôi tóc tai đẹp đấy. Ok, xin chào các bạn đã tới với cái quảng cáo của hãng Jetstar. Bạn muốn đi du lịch mà không đủ chi phí, bạn muốn hành lý của mình bị lục lọi mà không một ai phát hiện, bạn muốn chuyến bay của bạn bị hoãn từ 1 đến 2 tiếng hoặc có khi lên tới 6 tiếng mà không rõ lý do, hãy đến với chúng tôi, Jetstar Pacific. Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi bay với chúng tôi. Với đội ngũ tiếp viên bikini chuyên nghiệp không cho người khuyết tật lên máy bay, chúng tôi cam đoan là sẽ không chịu trách nhiệm nếu các bạn chẳng may gặp tai nạn. Nếu bạn muốn đi du lịch mà không đủ khả năng, hãy để chúng tôi du lịch thay cho bạn. Đó, Jetstar Pacific. Ok, phần hình ảnh đã xong rồi. Đấy, đấy là phần hình ảnh theo nhận xét của mình nha. Bài này thì mình đã nghe rồi, mình đã nghe hồi hôm qua lúc nó mới ra. Nhưng mà hôm nay mình sẽ nói về một cái phần, hai phần nhỏ giống đoạn nhạc này. Dưới cái tay nghe của một thằng nghe nhạc, không biết chơi đàn, không biết về gì về âm nhạc. Ok, không, đừng đánh giá tôi, ok. Hai thứ tôi không thích lắm ở trong bài nhạc này đó là, ok, cái đoạn này hết, đến đây, chuyển sang nhạc gì đó, đoạn này không hay, không cao trào gì hết, ta nhảy vào cái tâm huyết của người ta, xong khứa nào đánh vào bài nhạc kỳ vậy,
đánh chơi nhạc kỳ á. Cho dù nó cũng đã có pass vô rồi cũng không thay đổi được gì nhiều. Trời ơi nhìn cái mặt hứa đó kìa, trời ơi là trời. Thì mình không thích ở cái bài này là chỉ có vậy thôi. Rồi và cái đoạn drop cuối cùng. Mình là người nghe thôi nha, mình không đánh giá. Thì mình nghe đoạn nhạc cuối là mình nghe hơi giống thôi, là mình nghe hơi giống cái bài gì của Blackpink mới ra nhỉ. Từ à đúng rồi cái bài này mới ra đúng không? Nghe giống mà đúng không? Hay chỉ có mình nghe giống thôi, hay chỉ có mình là nghe giống thôi mấy bạn? Thôi kệ đi, mà mẹ hình như thì có mượn, chỉ có mình nghe giống rồi sao? Cái này là do mình xin lỗi mọi người, do mình. Thì đó, đó là tất cả những gì mình nghĩ về cái này. Nhưng mà thực sự không phải tất cả, bây giờ mới là tổng kết đây. Thì cái tổng kết tôi ngày hôm nay như thế này, thì chúng ta có một cái hãng hàng không đã bắt tất cả những cái người nổi tiếng ở trong thế giới, rồi xong tất cả bọn họ đều bị điên. Tôi không nghĩ là bọn nó bắt cả người cá nữa, nhưng mà ok, thằng đó đó không phải là gọi là nàng tiên cá nữa, đó là thằng người cá. Và chúng ta trong đây có những ai? GD, Min, Bích Phương, Sơn Tùng, có thể là NSYNC, mình không biết chắc. Và về phần âm nhạc thì mình đã nghe qua rồi, thì nghe cũng khá là ổn, lời khá là rõ. Mình xét là thằng không biết về âm nhạc nha. Đoạn cuối thì cũng được đi, nếu mà nói chung là hãng Jetstar Pacific đã làm một cái quảng cáo rất là hay. Ok, nếu bạn nào thích video này thì đừng quên để lại cho channel của mình một like, share video và nhấn vào nút đăng ký. Và đừng quên hãy bay những chuyến bay của hãng hàng không Jetstar của chúng mình nhé. Bye bye. Mấy bạn biết không, Jetstar áo trắng, cam, trắng cam.